có ba bắt cho bắp cho vải mọi người nha mọi người. Ồ bạn có ba mua không có ba? Dạ cho ba trái, không cho ba trái ha, bị lệch á, cho ba trái bị lệch lệch anh có lệch cô ba mua trái coi ủng hộ quên gửi tặng cho các anh youtuber nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ review trái dạng này cho ai có tâm vô chơi 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 trái được rồi anh ơi, le lưỡi ra cái dạng đây đây cái này của anh Khánh này nghe biết không à cô ba cái gì của anh Khánh không chơi giải cho đây đây hai cái mấy cá, hai cái mấy cá. Không ghẹo bánh chơi. Ghê không mà thi. Hai cái gì đây cô ba? Nè cô ba. Nhưng mà thi cũng chưa lớn. Cô ba. Cô ha, cô ba chồng qua nè. Nhưng mà cái thi nhỏ. Cô ba biết cô ba thằng nói chứ sao vậy? Cảm ơn. Dạ. Ông có anh Khánh ca hỏi này là gì đây nè. Cô ba, cô ba nè cô ba. Rồi. Đi có rồi. Nè, trả lời cái kia đây. Với ai mà cho không bây giờ đâu. Cái này có phải là giải của ba miền Tây luôn không? Nè nè. Đưa lại trái thôi, đưa lại. Cái này là giải của người hai trái nữa đi. Giải của ba miền Tây. Nè, lấy người hai trái nữa. Bóc cảm cái ào bây giờ có từ ba qua nè. Nướng của ba miền Tây luôn rồi. Cô ba đi phát cải cho youtuber Dương Trần, Dương Trần like cho ba đang không có luôn. Cô ba đang tặng ấy nè. Đang tặng cho đang youtuber nè, đang like nè. Bây giờ cô ba đây là buổi chiều của ba, đây là hình chiều của ba được tặng đó. Cô ba chia sẻ này cả nhà. Được khách hàng tặng là bây giờ cô ba chia sẻ lại cho mọi người khác con luôn cả nhà. Cảm ơn cô ba nhiều nha. Đó, giờ là cô ba đang tặng quà cho các anh youtuber. Ngon quá trời. Bốn trái. Mỗi mỗi anh có hai trái sẵn rồi mà. Cô ba chơi nữa cô ba. Bây giờ mình sẽ đi kiếm nè. Người bốn trái anh. Cô ba có trái có giải thôi. Cô ba ơi. Cô ba ơi. Giải có một giải gì cho mọi người. Mọi người đây cô ba đang cho vải các youtuber nha mọi người. Đừng quên youtuber rất là hùng hậu nha mọi người. Thấy hơn chục người đang ở đây nè. Coi hai trái nữa đi anh, là bốn trái nè. Anh lấy trái nào? chỉ biết tên nhưng mà cái giải bây giờ nấu đỏ này cái giải nó quá ngon ha, cực ngon luôn cả nhà ơi. Anh cho mà anh không muốn biết tên á, anh chạy vô anh để cho mình. Cảm ơn nha. Ừ, cho mà cái gì tao nhảy luôn. Chạy thấy 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 luôn. Cô ba đang lại mà không phải nghỉ nghỉ làm để mà tặng em có để bên bển mấy trái bên bển mà nữa hai mấy chị em ăn anh cũng chia để bên em chia cho mấy anh YouTube ăn hết mà nó còn dư mấy trái. Thì mọi người ơi anh gom lại bỏ ra cái đồng đó nè, quá trời xả rác rồi đây nè. Đó chưa mới sao, chưa quay nữa là đem chi cho mọi người chán trái nữa ha. Để chị còn nhiều lắm các bạn, nhiều vậy. Đưa cho chị. Cảm ơn anh chị nhiều, cái anh chị ruột ơi nhớ tới 75-71 ông bánh kia, mấy anh chị ruột mua bắp nướng của ba miền Tây cua hai luôn nghe mấy anh chị ruột ơi. Khó tâm đi hát nhạc trữ tình nào. Chào anh. Cho mấy anh chị ruột nghe nè. Có trọng nghĩa hát bolero. Mấy anh chị ruột ơi nhớ ghé lại ủng hộ cho mấy chị em của em, cảm ơn mấy anh chị ruột rất là nhiều. Em cảm ơn mấy anh chị ruột nha, mấy anh chị ruột. Rồi, cảm ơn cô ba nhiều nha. Cô ba đang làm nhưng mà đang gọi là nghỉ một xíu để mà phát quà cho các anh youtuber nha mọi người. Xong rồi sẽ đi bắp, còn cái này là vải của cô ba tặng đúng không? Rồi.
tham gia rồi giờ anh Ngọc Thạch bắt đầu review bãi rải nha cả nhà. Đầu tiên là hình dáng như thế nào, nó đầu tiên hình dáng nó rất là đẹp. Bây giờ em cầm rất là nhiều cái trái bãi, giờ em xé ra từ từ. Đó. Nhưng mà theo anh thì cái vải nó to như thế này là ở vùng nào? Ở Việt Nam mình có hai vùng mà là trồng được vải, là vùng miền Tây và vùng miền Bắc. Ở Hưng Yên á, anh nếu anh bán trái cây nhiều á, biết cái trái cây nào ở vùng nào? Dạ chắc em nghĩ là ở miền Tây anh ơi. Lý do cái gì vải? Tại vì ở miền Nam miền Tây nó chuyển vô nó gần hơn. Miền Tây nó chuyển vô nó gần hơn, miền Bắc thì nó chuyển vào miền Bắc. Đó là nhưng mà theo tôi á, được biết á, cái vải ở ngoài Bắc nó to hơn vải ở miền Nam. Nhưng tôi nghĩ là cái vải này vải là của hàng vải thiều của Hưng Yên. Cái này là vải Hưng Yên. Dạ em mới biết đây luôn á, em cứ tưởng là miền Tây không à. Rồi anh thử đi. Dạ em ăn thử nha. Đúng là vải Hưng Yên thiệt, nó rất là ngọt. Còn sao cái mặt anh kỳ kỳ vậy, tôi nói không anh đây ngọt mà sao cái mặt anh biểu cảm như vậy anh. Anh nói là đúng sự thật nha, anh chỉ là chuyện thật kìa nha. Mà còn nói sai là không đồng ý à. Cả nhà em nói thì thiệt, cả nhà em ăn cái trái này rất là ngọt. Em nói chuyện rất là có tâm nha cả nhà. Ở đây là em đang đội nói A Di Đà Phật thì em phải nói thật. Thiệt Phật là phải nói thật. Cái trái này là ở tỉnh Hưng Yên đúng không anh? Đúng rồi. Rồi bây giờ em ăn thử cái trái này, em cảm nhận như là nó rất là ngọt, không bị sao hết. Không được.